Chú chín ở đây mà không gặp ma bao giờ hả? Không, không. Nặng ngón vía. À, nặng ngón vía. Còn nhẹ ngón vía thì gặp. À, giờ một mình ở đây rất là buồn mọi người ạ. Sáng giờ chú có đi quét không? Quét mới xong rồi. Ừ, cho mọi người xem cái phòng của chú chín này. Chú chín là chú sinh hoạt và chú dùng được cái tiền mà chú có được là nhờ đi lượm ve chai chú chín nhỉ? Còn với bảo với Khang ơi thì cô Hồng Vân à đấy chú Lê Vũ Cầu không phải chồng cô Hồng Vân. Không chồng, chồng. Cái điều này không ai làm ạ. À. Không ai làm ạ. Không ra mắt với lại không đưa lên báo chí gì, không ai biết hả? Có đứa con cái này mà. Nói về Trăm Mã Đào Quang. À. Ờ. Đi lại rằng Lê Cương Anh. Đó. Ôi, xin chào mọi người. Hiện tại thì mình đang ở cạnh phòng của chú Chín Độ. Thì lúc trước mình quay 2-3 video về chú Chín rồi. Mọi người có thể xem lại những video cũ của mình là thấy. Chú là một người nghệ sĩ, nói chung là nghệ sĩ nhỏ nẻ và hết thời ạ. Không có tiền, rất là nghèo và khó khăn ở trong cái khu mộ này. Đây là mọi người thấy không? Tất cả khu này toàn là mộ không. Chú đang ở trong một cái khu mộ, gọi là mộ nghệ sĩ và chú trông coi cũng như là chú dọn dẹp và làm những công việc ở trong đây. Thì có rất là nhiều người có những cái câu hỏi bình luận cho mình rằng là không biết chú ở đây thì chú ăn uống như thế nào và chú sống ra sao ấy, nói chung là cái quá trình sinh hoạt của chú ra sao. Thì ngày hôm nay mình vào đây mình cho mọi người xem và biết được cái cuộc sống của chú ra sao. Cái nữa đó là có một cái cô tên là Thanh Anh trên YouTube ấy, cô có cho chú 500k. Thì ngày hôm nay mình vào để mình đưa cho chú để chú lấy tiền sinh hoạt cũng như tiền ăn luôn. Chú không biết đi đâu rồi, bây giờ mình sẽ đi tìm chú. Đây, chú ở trong cái nhà dưỡng lão nhỏ xíu này mọi người này. Cái nhà này chắc chỉ khoảng đầu 4m2 thôi. Và trong đây thì mọi người có thể thấy là cỏ và mọi thứ nó sạch trơn này. Chú Chín chú cứ nhận nha, chú nhặt với chú làm đấy, thấy không? Cứ gặp lá là chú nhặt rồi. Một mình chú thì dọn thì không phải hết tất cả các khu được, nhưng mà chú chỉ dọn những cái chỗ chính thôi. Những cái chỗ nào mà nó cần thiết là chú Chín chú dọn này. Tay của chú kia tay yếu quá mọi người, nên mọi người rất hết sức thông cảm, chú chỉ xài có tay à. Chú Chín ở đây mà không gặp ma bao giờ hả? Không, đang ngủ dí. À, nặng ngón vía. Còn nhẹ ngón vía thì gặp. Chứ ở Nghị Trang mà. Chú kể cho con nghe hôm bữa mà có ai đó gặp cô Thanh Nga về á. À, bà Tư mà giữ cốp á. Thế là bà chết rồi. Bà đêm mà gặp à? Nó gặp Thanh Nga, hai vợ chồng nữa. Hai vợ chồng về hả? À, bị bắn chết mà. Oan ha. Hôm bữa con thấy có một người mà đến đây cúng viếng á. Có cô Thanh Nga cô nhập vào nói ra hết mọi chuyện phải không? À, con có xem trên cẩm nếp trên mạng á. Ừ. Cô Thanh Nga cô chắc thiêng lắm à. Thiêng lắm á chứ. Thiệt. Cô Thanh Nga thì chết oan mà. Hai tuần cái hồi Nga nó về cái nhà bị bắn chết á. Ừ. Bắt cóc một con. Bắt cóc một con. Trống tiền mà. Trống tiền á. Dạ. Thế là có một người à. Có một người con duy nhất. Thế là binh á. Giết ông tổng trước là chết ngay tại chỗ luôn. À. Còn Thanh Nga là đi về bệnh viện Sài Gòn chết đó. À. Đó. Thanh Nga nhưng mà cũng bị bắn chết luôn hả? À, ừ. Đó, bị bắn chết mà. À. Điều là anh Thanh Nga là chồng chết trước ha. Còn Thanh Nga là bị thương. À. Bị thương cái này đi Sài Gòn nữa. À, đi bệnh viện. Là chết đó. Cũng mất luôn. Ừ. Cả hai vợ chồng đó mọi người. Thì tí mình sẽ sang quay cho mọi người xem cái vụ cái khu mộ mà cô Thanh Nga với chú ca sĩ Thanh Nga rất là nổi tiếng ấy, mọi người vào nghe thì bây giờ sẽ biết. Thì cái câu chuyện là con trai của hai cô chú đó bị bắt cóc xong là Hà Linh đấy, chú Hoài Linh hả? Hà Linh. Dạ. Thì còn Cúc Cu đó là Cúc Cu còn nhỏ đó. Dạ. Cúc Cu. Dạ. Chứ còn Hà Linh bây giờ đó. Dạ. Chú Chín vừa kể về cái chuyện mà ngày xưa bắt cóc người con trai đó, bắt cóc người con trai đó, thằng tống tiền. Cuối cùng là cả hai cô chú đều hy sinh, nó không phải hy sinh mà cả hai cô chú đều mất. Nói chung là ca sĩ Thanh Nga thì quá là nổi tiếng rồi.
cô là nghệ sĩ, ca sĩ Thanh Nga, pháp danh là Diệu Minh, sinh ngày 31 tháng 7 năm 1942, mất ngày 26 tháng 11 năm 1978, thọ 37 tuổi. Còn chú Lê Hưởng Dương 56 tuổi. Hai cô chú thì được biết rằng là đều mất trong cái, nói chung là một cái vụ như kiểu là bắt cóc ấy mọi người, rất là buồn mọi người. Con mấy hôm qua con test rồi, âm tính, không có sao hết ạ. Bây giờ chú với con vào phòng chú đây. Bây giờ con mở cửa cho mọi người vào xem phòng của chú Chín Độ này. Nói chung là hôm bữa mà quay chú lên xong là mọi người có vào bình luận rất là nhiều, hỏi xem là cái cuộc sống của chú với lại cái hoàn cảnh của chú ấy. Rất là nhiều người hỏi thăm chú. Này. Chú thì mọi người nhìn thấy này. Có mấy người biết luôn mà, mấy người người ta xem video mà người ta biết chú bị đau tay đó. Người ta bảo bị chú bị cứ bị tai biến. Động kinh. À. Bây giờ nó có đau hay sao? Không có, hết rồi. Mà điều là có tật nhẹ. Tật à? Giờ tay yếu lắm. Chân nó có yếu không chú? Không. Cái tay. Tay. Giật. Giờ một mình ở đây rất là buồn mọi người ạ. Sáng giờ chú có đi quét không? Quét mới xong rồi. Cho mọi người xem cái phòng của chú Hiếu Chín này. Đồ đạc cũng nhiều lắm. Không có, làm gì chai chứ. Đi chấp là không sao ha. Vô đây. Đây, cái giường nhỏ xíu mọi người này. Đây. Giường nhỏ xíu hả? À? Đó. Chú nằm ngủ ở đây. Và đồ của chú, mấy cái đồ này. À, đây này, mọi người bây giờ biết này. Chú Chín là chú sinh hoạt và chú dùng được cái tiền mà chú có được là nhờ đi lượm ve chai chú Chín nhỉ. Đấy, nhiều người đã hỏi bảo là chú Chín làm gì để lấy tiền để gọi là sống ấy. Thì chú Chín có kể với mình là chú đi lượm ve chai này, những cái chai mấy cái đồ mà người ta bỏ đi ấy, là chú gom hết về. Chú đi lượm ban đêm mà chú Chín? Ban đêm mới 1-2 giờ mới về. Ngủ về chai cái quét xong cái là ăn cơm. Để đi ban đêm thì nó có ve chai người ta bỏ ra đấy, mình lấy ở trong mấy thùng rác ha. Mình đi đạp, xem thầy cho nữa. Thầy cho đấy. Thầy cho hả? Thì đây, mọi người thấy đồ đạc của chú này. Cái này là bình cổ hay sao đây chú? Mình đi của chùa. Của chùa, bình này không biết bình cổ hay gì ha. Của chùa. Cái phòng của chú nhỏ xíu. Còn ông này ông chết rồi. Thì hôm bữa chú có kể mình là cái ông bên cạnh ông mất rồi đấy. Thì chú ở đây rồi, chú có một mình, ngày trước có hai người đỡ hả? Mày điều không sợ. Thôi chú lo ở rau á. Ông này nè. Chú cứ đái rồi là hút không á. Con là con chuẩn bị về quê rồi. Ủa? Chiều con về. Ở đâu? Con về Ninh Bình á. Với con anh ở Hà Nam á. Dạ. Ông già ông ở ngoài Hà Nam. Thì chiều con về Ninh Bình nên con bảo con ghé đây chơi với chú, với thứ hai là có cái món quà của cô đấy, con gửi cho chú. Và chia sẻ cho mọi người biết là chú Chín làm gì để ăn uống. Ăn uống là buổi sáng là chú ăn ở bên chùa. Mà điều này là cơm thì có. Dạ. Mà điều đồ ăn đi mua. Ý là có cơm thôi. Còn đồ ăn là mình tự đi mua. Bán cái chai này cái đi mua đồ ăn. Chú Chín vậy là vợ con thì giờ sao? Con có vợ mà điều vợ chết, con đứa con nó hơi lo lắng mang á. Có vợ rồi. Thôi thì cho chú không ở với nó hả? Không. Sống con mình ở đây 15 năm luôn. Nhưng mà con của chú có lâu có nên thăm chú không? Con nghèo lắm. Nghèo lắm hả? Nghèo lắm mọi người thì cũng chả giúp được chú gì cả. Nhưng mà video này chắc con chú mà có xem được ha, thì không biết là chú cũng đang có một cái cuộc sống như này cũng tốt rồi. Ăn cơm thì ăn cơm bên chùa, còn đồ ăn thì mình đi lượm ve chai để tự mua. Thì cái tay nó hơi yếu thôi. Nói chung cuộc sống mà. Chú Chín. Nói chung là hôm nay là có một món quà nhỏ nhỏ thôi nhưng mà mong là chú vui. Cô bảo chứ gửi chú 500k uống cà phê, nhưng mà thực ra cái tiền đó thì chú sẽ dùng để ăn uống ha. Mình có mua đồ ăn thì mình lấy tiền đó. Tại vì con quay video này lại để con gửi chú, không có nhiều khi á cô không biết rằng con có đưa hay chưa, nhưng mà con phải quay về là cô biết là cô đưa rồi ha. Rồi. Chú có nói gì với cô đấy không? Cô tên Thanh Anh ấy. Thanh Anh đó. Thì cảm ơn chị Thanh Anh đã giúp đỡ giùm cho hoàn cảnh nghèo. Nói chung là một người nghệ sĩ nghèo. Nghệ sĩ nghèo.
Chúng... Cảm ơn nghe chị. Một người thường mà cho một người nghệ sĩ là điều rất là hiếm thấy đó mọi người. Bình thường là người ta nghệ sĩ người ta cho người thường không ạ? Thang ơi, Hồng đấy. Vân à đấy, chú Lê Vũ Cầu không phải chồng của Hồng Vân. Không chồng, chồng. Vì điều này không ngoài ra mà. À. Không ngoài ra mà. Không ra mắt với lại không đưa lên báo chí gì, không ai biết ha. Thì nhưng mà chú này ngày xưa diễn với nhiều vai với cô Hồng Vân lắm này. Nhiều ngày lắm. À. Chú hôm bữa chú có kể cho con cái câu chuyện về chú Lê Vũ Cầu á. Ngày xưa chú Lê Vũ Cầu là chú gặp Đức Mẹ à? Gặp Đức Mẹ đó. Mẹ ngủ thấy Đức Mẹ. À. Ngủ á. Xong là làm chứng cho lòng chú thương xót, bắt đầu là đi theo những người gọi là đi theo công giáo để theo đạo á. Đó. Thì không có trên thánh. À. Chắc chưa gia nhập, chưa rửa tội, chưa xưng tội. À, theo đạo. Thì con thấy lúc đầu ấy, thì con đăng video ấy, cũng có nhiều người bảo là chú Lê Vũ Cầu không phải là chồng của Hồng Vân. Nhưng mà mãi sau này con thấy có nhiều người này bảo phải rồi. Con đứa con mà, Tí Nị đó. Tên là Tí Nị hả? Tí Nị đó, đi Mỹ rồi. Đi Mỹ nào mà? Đi Mỹ. Có chồng rồi. Có chồng, con gái à chú? Có chồng rồi. Khoảng bao nhiêu tuổi chú? Chắc 2. 23 quá. 23, 24. Chắc sinh năm cỡ khoảng độ 94, 95. Ừ. 5, 96. Còn sao bây giờ là Lê Tuấn Anh. Dạ. Thì con biết rằng là cái câu chuyện của chú nói á, nhiều khi nó cũng có cái đúng, nhưng mà cái thời bây giờ ấy, người ta bị như kiểu là người ta không có cái gọi là cái báo chí đưa ấy, người ta không biết. Có dấu. Dạ. Chỉ có Lê Tuấn Anh là hiện đại thôi. Chứ còn trước đời nữa, nó ba đời chồng nữa mà. Thì con cũng có nghe nói mà. Ba đời chồng nữa, là Hồng Vân á, trước đó là ông bác sĩ, đó, bác sĩ, cái là sau này là Lê Vũ Cầu. Có cưới không chú? Không, không. Không cưới à, chỉ ở với nhau thôi. Đó, Lê Vũ Cầu là Lê Tuấn Anh đó. Ngày xưa là cô Hồng Vân diễn với chú Lê Vũ Cầu nhiều lắm ạ, diễn nhiều và cũng... Người ấy thì... có rất là nhiều người ấy, thì bình luận rằng là chú Lê Vũ Cầu không phải là chồng của Hồng Vân. Nhưng mà mình cũng đọc được rất là nhiều bình luận là nói rằng là chú Lê Vũ Cầu là chồng của Hồng Vân. Còn có bạn mà vào bình luận bảo là mẹ của bạn ấy là bạn với lại chú Lê Vũ Cầu. Mẹ bạn ấy có kể rằng là ngày xưa là chú Lê Vũ Cầu với lại cô Hồng Vân là vợ chồng với nhau và có một đứa con. Bạn ấy biết, mọi người không tin thì đọc lại cái bình luận ở trong video của mình, video trước ấy, mọi người sẽ thấy. Và chú chín độ đây thì chú cũng kể những cái gì chú biết thôi, chú cũng không có phải là được cái gì cả, chú không có nói dối làm gì cả, mọi người không cần đấy ạ. Như là mình không có được cái gì cả, mình chỉ nói những cái gì mình biết thôi. Những cái gì mình nói ngày hôm nay ấy, người ta không công nhận, tại vì sao? Người ta chưa biết ra sự thật. Xong đến lúc người ta biết rồi ấy thì người ta lại quay ra người ta bảo thì cái chuyện riêng tư người ta bới móc làm gì, nhưng thực ra không phải. Đúng rồi, chuyện riêng tư mà. Mình chỉ nói cái kiểu mà mình biết thì mình nói thôi. Nói chung là chú Lê Vũ Cầu là con nhận được rất là nhiều thông tin là chồng của Hồng Vân rồi. Cái video trước thì con muốn nói với chú là không phải, nhưng mà con lại thấy bây giờ rất là nhiều người bình luận là phải rồi. Có đứa con Tí Nị mà. Nói về thăm mã đàng hoàng. Đi lại rằng Lê Tuấn Anh. Về thăm mã đàng hoàng mà. Vậy là có nghĩa là chú Lê Tuấn Anh coi bé đấy như là con gái mình. Là con thôi. Mà điều là con của Lê Vũ Cầu. Trước năm rồi đó về. Từ con 2 năm về chứ, 2 năm về vô mã mà. Thế con gái của chú Lê Vũ Cầu với cô Hồng Vân. Vô mã luôn á. Cô Hồng Vân chắc không đến mấy Mà đi không có đến. Không có đến. Vậy nên cái câu chuyện này thì thực hư như thế nào thì từ từ sẽ rõ thôi mọi người. Mọi người đừng có trách hay đừng có nói rằng là cái này không phải, cái này không phải. Rồi. Thì mọi người ấy thì bây giờ mình sẽ chắc đi về thôi. Chú Chín thì chú cũng rất là vui khi mà gặp mình, nhưng mà hôm nay là ngày không được vui lắm. Thì bây giờ mình sẽ chia tay chú Chín, mình đi về quê. Chú Chín là quê ở Hà Nam, còn mình thì quê Ninh Bình, cũng gần nhau. Thôi, chào mọi người nhé, chào mọi người và chào chú Chín luôn. Về nhé. Con sang cái mộ của chú, cô Thanh Nga tí con về đây. Con chào chú nhé. Về mọi người ạ, chú Chín này.